Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai. Thưa quý vị và các bạn, trong ngày hôm nay, ở miền Bắc duy trì tình trạng mây nhiều, nắng gián đoạn, nền nhiệt ngày cũng không cao. Ở khu vực ven biển các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 31-32 độ. Các nơi khác ở Bắc Bộ, nhiệt độ duy trì trong khoảng từ 31-33 độ. Dự báo đến tối và đêm nay, do ảnh hưởng của rìa phía Bắc rãnh áp thấp có trục qua Bắc Trung Bộ, kết hợp với hội tụ gió yếu trên độ cao khoảng 1.500m, nên tại các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định và một số nơi ở vùng phía Nam đồng bằng sẽ có mưa rào nhẹ trở lại. Cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to với lượng mưa từ 20-50mm trong vòng 12 giờ, có nơi trên 70mm trong vòng 12 giờ. Ngoài ra, dự báo đến ngày 7 tháng 9, đợt không khí lạnh đầu tiên của mùa đông năm nay sẽ tràn về Bắc Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh yếu dần, đầu mùa, Bắc Bộ dự báo sẽ đón một đợt mưa mới kéo dài đến khoảng ngày 9 tháng 9. Lui xuống miền Trung, trong ngày hôm nay thời tiết miền Trung diễn biến khá là dễ chịu. Trời nắng đều nhưng cường độ nắng không mạnh. Mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở toàn miền Trung dao động trong khoảng từ 32 cho tới 34 độ. Không nơi nào xảy ra nắng nóng. Đến chiều tối nay, do rãnh thấp vắt ngang qua khu vực Bắc Trung Bộ nên khu vực xuất hiện những cơn mưa rào và dông. Trong mưa dông, cục bộ sẽ có những điểm có mưa lớn kèm theo cả dông sét và gió giật mạnh. Ở phía Nam, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ là nơi cần cảnh báo nhất về mưa dông. Khi gió mùa Tây Nam dự báo vẫn đang trong chu kỳ hoạt động mạnh, nên trong chiều và tối nay, vùng mưa sẽ tiếp tục mở rộng hầu khắp khu vực Tây Nguyên và cả Nam Bộ, với lượng mưa ước tính từ 40 cho tới 70mm trong vòng 24 giờ, có nơi trên 100mm. Do mưa dồn dập, cục bộ sẽ xảy ra ngập úng và sạt lở đất. Quý vị cần lưu ý. Mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay trên cả hai khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ đều duy trì trong ngưỡng nhiệt vừa phải, với mức nhiệt cao nhất ở Tây Nguyên không vượt quá 30 độ. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành Nam Bộ thì mức nhiệt cũng dễ chịu trong khoảng từ 31 cho tới 33 độ.